chào mừng các bạn đến với chương trình tiêu điểm trang phục Liên minh huyền thoại. Chương trình được thực hiện bởi các thành viên của Gameland VN và sự hỗ trợ của fanpage Liên minh huyền thoại Game VN. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ trang phục mới của cô nàng hồ ly chín đuôi Ari mang tên Postar Ari, tên Việt hóa là Ari thần tượng âm nhạc. Bộ trang phục này hiện mới xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm BBE và chưa rõ giá bán. Trước hết nói về nguồn gốc của bộ trang phục này, trang phục Ari thần tượng âm nhạc được Riot Games lấy ý tưởng từ những vũ đạo nóng bỏng của các cô nàng xinh đẹp của nhóm nhạc Girl International hay còn gọi là SNSD. Cụ thể hơn, Ari thần tượng âm nhạc được mô phỏng từ trang phục và những điệu nhảy hấp dẫn trong ca khúc Gini. Các bạn có thể thấy rõ điều này thông qua các hành động biểu cảm của Ari, đặc biệt là vũ đạo lúc sử dụng chiêu biến vẻ. Trang phục Ari thần tượng âm nhạc được công bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2013. Thời điểm công bố trang phục này trùng với ngày ra mắt đĩa đơn My Oh My của SNSD. Không cần dài dòng nữa, mời các bạn cùng Gameland VN chứng ngưỡng trang phục Ari thần tượng âm nhạc khi thực hiện các kỹ năng trong game nhé.